Hi. Xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Vua Giò. Bình luận viên Tào Lao chào với đạo Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tà Ly. Đây là thánh địa Gò Sòi, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đi trước mặt ông kính Lâm là Sỉnh Sỉnh Vĩnh Lộc. Còn bên kia là Đen, đến từ Đồng Mé Phan Rang Ninh Thuận. Đen sân 2m7 đít nha các bạn, chỉ có 2m7 thôi nha. Hiện tại bây giờ là tỷ số là 9-7, đang nghiêng về cho Sỉnh Sỉnh. Để Lâm quay nửa xét xa thôi các bạn, vì rất dài. Bên kia Đen, quần đỏ, chỉ có 2m7 sau đít thôi nha. Sỉnh Sỉnh cái kỳ rất đẳng cấp hiện tại bây giờ của miền Nam. Bóng ngoài 8-9. Đây là những buổi chiều tại thánh địa Gò Sòi, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Kèo này giao luôn có 5 cây thôi nha các bạn. Giao luôn vui vẻ ve vũi thôi nha. Các bạn thấy như thế nào? Sỉnh Sỉnh trước đây là một trong những cầu thủ dạng trung bình thôi, nhưng hiện tại bây giờ Sỉnh Sỉnh rất năng khiếu, đủ thứ các môn. Quá hay cho Sỉnh Sỉnh, quá hay. Bóng ngoài 9 đều. Đen bên kia là đến từ Đồng Mé, gần sang Phan Rang các bạn. Sang Phan Rang là Ninh Sơn, Ninh Thuận. Chín đều. Chín đều. Trận đấu đang cho nên rất hấp dẫn, rất hay nha các bạn. Sỉnh Sỉnh cảm giác rất tốt các bạn, chỉ có 2m7 sau đích thôi nha. Bên kia 2m7 thôi, nhưng Sỉnh Sỉnh rất cảm giác. Các bạn thấy không, Sỉnh Sỉnh thật sự rất cảm giác, quá hay. Cũng tại sân này, Long Kỳ từng chấp Sỉnh Sỉnh 3 nốt nhạc và Sỉnh Sỉnh đã hạ Long Kỳ tại sân này nha các bạn. Các bạn thấy cũng tầm Sỉnh Sỉnh kỳ thế nào đó, rất đẳng cấp về cái kỳ của mình. Quá hay cho Sỉnh Sỉnh, quá hay. Pha bóng vừa rồi đẳng cấp, thật sự quá hay. Hôm nay là Phước Tim và Tam Đại. Thật sự pha bóng vừa rồi quá tuyệt vời, một pha bẻ lái quá hay của Đình Trịnh. Hiện tại Đại Lâm đang có bán đồ quần áo thể dục thể thao. Thường thường Đại Lâm đang ghim đường link với phần bình luận comment nha các bạn. Liên hệ chốt hàng là Nhật Linh, Zalo Nhật Linh 0944 023181. Cảm ơn các bạn trong và ngoài nước đã luôn ủng hộ quần áo thể dục thể thao và kênh Đại Lâm Vua Đồ Giò. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hiện tại bây giờ YouTube đã siết lại rất chặt nha bạn, rất khó nghe các bạn. Đánh bóng như thế này chỉ cần cởi trần hoặc chửi thề nói tục thôi là YouTube sẽ quét tất cả các màu vàng các clip các bạn. Cho nên thật sự kiếm tiền rất khó về nghề YouTube hiện tại các bạn ạ. Cảm ơn các bạn luôn đồng hành theo dõi cùng kênh Đại Lâm Vua Đồ Giò. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn thấy không? Bên kia bóng theo. Có trọng tài các bạn à. Có trọng tài sự à.
chủ sân đang xử quả bóng này các bạn, xem bên trong hay ngoài mà. Bóng này xác nhận trong nha các bạn. 11 trên. 11 trên. Lại là đen, ghi bóng không qua lưới và cuối cùng xỉnh đã vào bờ quá an toàn. Thật sự tỷ số 12-9, 12-9 đang nghiêng về cho xỉnh, đến 12 điểm tới nha các bạn. Xỉnh quá ghê, đẳng cấp của xỉnh được lên tiếng, quá tuyệt vời. Đen đến từ Đồng Mé, Phan Rang, Ninh Thuận. Chúc cho mọi người luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha. Còn đây là những con lân đang múa lân tại Cầu Sòi, đó là Tam Đại và Phước Tiên. Hiện tại bây giờ gơ tay đang vào sân, gơ tay vào sân là đang có hàng, vô hàng và vô hàng.